vừa bị ngắt rồi. Vâng. Thế thì liên quan đến giới luật chính trị thì đã kinh tế về nguyên nguyên chính trị đã phải có làm ăn móc nối chính trị từ bây giờ. Làm ăn kinh tế không liên quan chính trị, không có giấy phép nào hết. Bọn nó đã muốn lậu thì tôi xin nói lại, năm thằng ấy chỉ là năm thằng chặt thuê cho bọn lâm tặc chứ nó chả là cái gì hết. Riêng đã cầm đầu không phải đi chặt thuê đâu, không phải đi chở thuê, mà năm thằng chở thuê, chở chỉ là chở vía rừng rồi chở tiếp tục lại có thằng khác, mà vụ đấy chưa được đóng dấu nhà nước khai thác hợp pháp hay như thế nào, rồi sau đó còn biết bao nhiêu quy trình có thể là đóng dấu vào thành hợp pháp hoặc là như thế nào đấy thì tôi không biết, nhưng mà điều tra như thế là vẫn chưa cặn kẽ tại sao nó đưa tin là bắt được năm kẻ lâm tặc như thế. Bắt được năm kẻ thế là xong à? Năm kẻ đó chỉ là năm thằng lâu la chả thuê đâu, như ở quê này cho thuê thì gạt thôi, còn những thằng ăn ấy, những thằng mang đi rồi, những thằng mang đi này tẩu lậu đi này, trái phép hay không trái phép, đóng dấu hay không đóng dấu của nhà nước thì tôi không biết. Nhưng, rồi sẽ liên quan đến rất nhiều thằng nó tuồn đi đâu và nó được làm như thế nào, được làm những gì, cái gì tuồn đi rồi còn làm những gì, không đơn giản như thế đâu. Tại sao truyền hình phải đưa tin nhiều những điều gọi là cứ như là vụ án là kết thúc, đưa tin bắt được 5 kẻ lâm tặc ở Kon Tum, đấy là năm thằng chả thuê thôi, năm thằng ấy chả tác dụng nhiều, lâu la thôi, mà nó cũng chả vào tù tiếp gì đâu, nó chỉ lâu la chả thuê thôi mà. Mà tại sao lại thật sự đưa tin như thế nhỉ? Và đặt câu hỏi rất lớn, tại sao ở bên Kon Tum, bên tỉnh Kon Tum lại nói biết cảm ơn thời sự đã quan tâm, đài truyền hình đã quan tâm, đài truyền hình VTV đã quan tâm đến vụ Kon Tum, đã nới lỏng, chúng ta không phải là nới lỏng mà là ngang nhiên để cho bỏ qua, cho bỏ chặt phá mang đi, nhưng mà tự dưng ngang nhiên không phải như thế, đặt dấu hỏi rất lớn, sao mà để cho còn nó ngang nhiên như vậy, tỉnh ủy đã làm như thế nào, nhìn như thế nào, huyện như nào, xã nào, đương nhiên xã biết rồi, xã biết đương nhiên tỉnh biết rồi, thế là đường dây rất là lớn. Còn tại sao nói là đã quan tâm, mà thực ra là bên VTV không phải là quan tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ VTV đi xe ô tô biển xanh rồi mà, nhà nước rồi, giờ nói là quan tâm, đó là quyền và nghĩa vụ của những nhà báo đưa tin để vạch trần, mà vạch trần như thế là chưa rõ ràng, chỉ có năm thằng thì không thể nói lên được gì cả, năm thằng chở thuê luôn, năm thằng ăn mặc như thế vào chở thuê, còn những thằng chặt đâu, năm thằng đấy nó vào chặt xong rồi chở, rồi nó cũng tuồn đi đâu, chả lẽ nó mang ra khỏi rừng rồi nó còn mang đi khắp cả khắp đất nước, hay là nó mang ra nước ngoài ai mà biết? Rồi có đóng dấu nó nói không ai mà biết, dấu cho nó tàu lậu đi, nó biến thành gỗ trái phép thành có phép. Còn nhiều người không biết hiểu, rất nhiều người vẫn chưa biết là